Đây là những hình ảnh ekip phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đang thực hiện một ca cấp cứu rất hy hữu. Một nam thanh niên 24 tuổi ở Cần Thơ bỗng bị một đầu đạn lạc xuyên dương vật, bìu và đùi trái với tổn thương phức tạp. Theo lời nam bệnh nhân này, vụ tai nạn xảy ra khi anh đang làm lúa ngoài ruộng thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn và đột ngột bị đau nhói vùng bẹn, đùi trái, đồng thời thấy máu chảy từ vùng bẹn bìu nhiều. Lúc đó nhìn xung quanh không thấy ai, bệnh nhân đã cố gắng di chuyển vào nhà gần đó và được gia đình đưa đi cấp cứu. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng vết thương vùng bìu bên trái 1cm, vết thương hở mặt trước đùi trái 0,5cm, đang chảy máu, mạch bẹn bên trái bắt rõ. Kết quả chụp X-quang xương đùi trái ghi nhận dị vật cản quang, nghi đầu đạn bằng kim loại trong mô mềm vị trí 1/3 trên đùi trái. Sau hội chẩn các chuyên khoa, các bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy đầu đạn và khâu vết thương do đầu đạn xuyên qua. Quá trình thực hiện, bác sĩ chuyên khoa ngoại thận tiết niệu thám sát thấy tổn thương xuyên thấu dương vật, niệu đạo, màu tinh hoàn trái. Ekip đã rửa cắt lọc khâu cầm máu thương tổn, bảo tồn thành công bộ phận sinh dục cho bệnh nhân. Sau đó, bác sĩ trung tâm chấn thương chỉnh hình đã thám sát vết thương đầu vào 0,5cm ở 1/3 trên đùi trái mặt trong, không thấy đầu ra. Ekip phẫu thuật tiến hành rạch ra, mở rộng theo đường đi của tổn thương, định vị dị vật bằng máy C-arm, một loại máy phát tia X có thể dẫn đường cho các phẫu thuật viên và lấy ra một đầu đạn chỉ. Theo các bác sĩ, quá trình phẫu thuật khá khó khăn do đường đi của viên đạn xuyên sâu vào trong các lớp cơ. Cuối cùng, ca phẫu thuật thành công sau 2 giờ 40 phút. Hiện tại sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết thương khô, không sốt, nước tiểu trong, đang được theo dõi, điều trị tại khoa ngoại thận tiết niệu. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phước Lộc, trưởng khoa ngoại thận tiết niệu, vết thương tác nhân vũ khí nổ có vận tốc lớn, gây ra thường rất đa dạng và phức tạp, có thể kết hợp thương tổn nhiều bộ phận cơ quan cùng một lúc và dễ nhiễm khuẩn, dập nát mô tế bào. Ngày nay, các chấn thương và vết thương vùng bìu và dương vật thường hay gặp do các tai nạn trong sinh hoạt, tai nạn giao thông và tai nạn trong các hoạt động thể dục thể thao. Tuy nhiên, chấn thương do hỏa khí như đạn là rất hiếm thấy. Khi không may bị vết thương do hỏa khí, nạn nhân cần được sơ cứu kịp thời bằng ép vết thương cẩn thận bằng gạc sạch và nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí kịp thời.